Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Sang Audio. Thì ngày hôm nay em setup những con vang MK5800 để gửi đi cho các bác và anh em. Thì con vang MK5800 này thì bên em đang bán phải nói là rất chạy quá nhá. Rất chạy và được các bác và anh em tin dùng vì dòng này là dòng vang số chỉnh cơ. Nên là các bác và anh em có tuổi hay là các bác và anh em có dùng những chiếc vang số mà nó khó chỉnh ấy, thì các bác và anh em chuyển sang con vang này phải nói là cực kỳ dễ chỉnh các bác nhé. Chẳng hạn như những chiếc vang số như thế này hoặc là những cái dòng X hay là những dòng SISO hay là những dòng vang số mà phải bấm bằng nút các thứ này, thì khi các bác và anh em không hiểu về thông số của nó, không hiểu equalizer hay là không hiểu thông số cài đặt thì khó để cho các bác và anh em cài đặt được nó các bác nhé. Nhưng trên dòng vang MK5800 này, nó là dòng vang số chỉnh cơ, nó sẽ đưa ra tất cả các đường cơ để cho bác và em tinh chỉnh. Nên con này em cảm thấy nó cực kỳ ưu việt cho các bác và anh em có tuổi hoặc các bác và anh em không hiểu biết nhiều vang số. Chơi con này rất hợp lý, không đau đầu về cách chỉnh các bác nhé. Cực kỳ dễ chỉnh nhưng mà chất âm của nó phải nói là rất hay. Đấy thì thời gian qua thì em cũng bán ra và em cũng setup rất nhiều để gửi cho bác và anh em. Tiếp tục ngày hôm nay thì em cũng bán ra những cái dòng vang MK này, thì em làm cái video chi tiết thêm về dòng vang này để các bác và anh em có dự định mua dòng vang này để các bác và anh em nghe nhạc và hát karaoke thì các bác và anh em có sự lựa chọn các bác nhá. Thì trước khi gửi đi cho bác và anh em thì em cũng đã cài đặt phần mềm con vang này, thì đây là phần mềm của nó các bác này. Phần mềm của con vang này thì có đĩa để cho các bác và anh em cài đặt vào máy tính này. Thì khi gửi cho bác và anh em thì trong túi này nó sẽ có dâu anten để các bác và anh em cài đặt bluetooth này, có đĩa để các bác và anh em cài đặt phần mềm này, và có dây kết nối USB để các bác và anh em cài đặt, kết nối giữa vang với máy tính để các bác và anh em cài đặt các bác nhé. Thì đây là phần mềm của nó. Thì phần mềm con vang này phải nói là chỉnh quá chi tiết này các bác này. Đầu tiên thì các bác và anh em muốn chỉnh mark in thì các bác và anh em có thể là chỉnh tất cả những cái tín hiệu đầu ra của cổng mark in đấy, như là music ra bao nhiêu này, mic ra bao nhiêu, echo ra bao nhiêu, reverb ra bao nhiêu, và cái delay của cổng mark in này đấy. Và nó sẽ có HPF tức là cắt giải trầm cho cổng mark in và LPF tức là cắt giải cao cho mark in đấy, và nó sẽ có 3 cần equalizer để cho các bác và em tinh chỉnh cho cổng mark in đầu ra các bác nhé. Về phần mềm thì con này nó cũng khá chi tiết và đơn giản đấy, đơn giản để cho bác và em tinh chỉnh. Và con này nó sẽ có 2 đường mic cho bác và em, mic A và mic B đấy. Và nó sẽ có chỉnh cổng center này đấy, cổng center thì nó cũng có music ra bao nhiêu, mic ra bao nhiêu, echo ra bao nhiêu, reverb ra bao nhiêu, và cũng có 3 cần equalizer này, và cũng có HPF và LPF để chỉnh cho cắt giải trầm và cắt giải cao cho cổng center đấy. Và nó cũng có những cái delay độ trễ hay là những cái chỉnh độ nhạy bao nhiêu decibel ra cổng center, và có cổng súp nữa đấy. Đây là chỉnh súp này, chỉnh súp thì nó cũng có cho là nhạc ra bao nhiêu, mic ra bao nhiêu, echo ra bao nhiêu, và gì và giật ra bao nhiêu đấy. Thì cổng súp của nó thì ngoài tính năng súp thì nó cũng có thể là làm cổng cho nhạc ra bao nhiêu này đấy, mic ra bao nhiêu này, echo ra bao nhiêu này, gì vật ra bao nhiêu này, và cũng có 3 cần equalizer để cho bác và em tinh chỉnh cho cổng súp các bác nhé. Và cũng có HPF và LPF, HPF tức là cắt giải trầm và LPF tức là cắt giải cao cho đường súp. Và có cổng surround. Cổng surround này thì nó là cổng SL và SR các bác nhé. Đấy thì cổng này thì nó cũng có chỉnh là nhạc ra bao nhiêu, mic ra bao nhiêu, và echo ra bao nhiêu, reverb ra bao nhiêu, và có delay độ trễ của cổng surround, và cũng có 3 cần equalizer, và cũng có HPF tức là cắt giải trầm và LPF tức là cắt giải cao. Đấy, và có chỉnh cho đường music. Đấy, music thì có 7 cần equalizer này, 7 cần equalizer, và cũng có HPF LPF để cắt giải trầm và giải cao. Đấy. Và phần chỉnh mic thì của nó cũng có 7 cần equalizer. Đấy, 7 cần equalizer. Các bác nhé, 7 cần equalizer. Thì mic thì nó sẽ có 2 đường mic riêng biệt, chỉnh mic A và mic B. Đây là đang mic A này, và chuyển sang mic B này các bác này. Đấy, chuyển chỉnh mic B này. Đấy, và nó có 7 cần equalizer, và cũng có HPF và LPF cho đường mic. Và đây là chỉnh echo. Chỉnh echo thì cũng có 3 cần equalizer để chỉnh echo, và echo von và
delay von và HPF cho đường E cho, LPF cho E cho và E cho pen delay và E cho R delay. Đấy. Và bên này là E cho A delay và E cho A pen delay này. Đấy. Và E cho của kênh A là sau E cho A delay, tức là các bác và anh em muốn tiếng E cho của mình dài là E cho ngắn này, E cho lipid tức là lặp lại nhiều hay lặp lại ít này. Đấy, dưới này là của E cho B delay và E cho B lipid, đấy cũng là lặp lại các bác nhá. Đấy, trên này là của kênh A và dưới này là của kênh B. Và chỉnh cho dì vợt. Dì vợt thì về phần dì vợt von và dì vợt delay, đấy và HPF cho dì vợt, LPF cho dì vợt. Đấy và dì vợt pen delay và dì vợt time. Thì những cái này thì các bác và anh em muốn tinh chỉnh dì vợt trong phần mềm thì các bác và anh em chỉ cần nhìn qua sơ đồ là các bác và anh em hiểu thôi. Đấy, con này thì nó phải nói là phần mềm của nó cực kỳ dễ chỉnh các bác nhá. Thì trước khi gửi đi cho bác và anh em cũng đã cài đặt cho bác và anh em là 6 chế độ để các bác và anh em vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rồi. Và phần cuối cùng là phần STEM. Đấy, STEM này là các bác và anh em muốn khống chế độ mở máy, tức là Music Start, Mix Start và Effect Start. Đây là mic Music Max và Mix Max và Effect Max. Đấy, và nó sẽ có những cái chương trình để các bác và anh em lưu và các bác và anh em copy sang. Đấy. Và có đặt mật khẩu password thì các bác và anh em muốn đặt khẩu mật khẩu cho vang thì các bác và anh em đặt mật khẩu các bác nhá. Nếu mà đặt mật khẩu thì phải nhớ. Đấy thì đây là các bác và anh em cài đặt xong rồi thì các bác và anh em muốn lưu vào kênh 1. Đấy thì trên này nó là NUM là kênh 1, dưới này là NEM tức là gọi chương trình này. Đấy, server tức là lưu. Đấy, các bác và anh em muốn lưu bấm vào server này thì xong bấm vào OK thì nó sẽ lưu cho bác và anh em. Đấy, phần mềm của nó phải nói là rất chuyên nghiệp các bác nhé, rất chuyên nghiệp trên chiếc dòng vang MK5800 này. Con này khi mà em làm dòng vang này em cảm nhận chất âm và cái tính năng của con vang này em cảm thấy rất kết các bác nhé, rất kết. Và đặc biệt thì nó cực kỳ dễ chỉnh cho bác anh em. Đấy là về phần mềm. Còn về phần chỉnh cơ thì đây nó là dòng vang số chỉnh cơ các bác nhé. Thì khi các bác và anh em nhìn vào một chiếc vang số mà nó có nút bấm như thế này, đấy thì các bác và anh em phải tìm tòi ở trong màn hình thì bác và anh em mới tìm được các thông số equalizer hay là tìm được các thông số của eco và dì vợt để các bác và anh em tinh chỉnh. Thì nếu mà các bác và anh em đã chơi vang số nhiều thì các bác và anh em mới hiểu. Chứ còn nếu mà các bác và anh em mới va vào vang số các bác nhé thì cực kỳ khó hiểu. Đấy thì các bác và anh em cực thì khó hiểu và dễ bị chỉnh sai. Nên khi các bác và em sử dụng dòng vang MK5800 này thì các bác và em chỉ cần nhìn trên cái bảng cơ này là các bác và em hiểu. Đấy, nó sẽ có phần music, tức là các bác và em được phép chỉnh nhạc bằng cơ. Đấy, từ 57Hz đến 16kHz. Thì khi các bác và em muốn nghe cái giải bass của tiếng nhạc thì các bác và em chỉ cần cho tu vít vào chỉnh ở 57Hz. Thì những cái giải bass ở 57Hz nó sẽ đưa lên, đấy gain nó sẽ lên như này các bác nhá. Đấy. Nếu mà các bác và anh em muốn nghe cái giải bass cao hơn, tức là bass 134Hz thì các bác và anh em quay cái giải 134Hz để lên. Đấy thì gain của cần equalize 134Hz này nó sẽ cộng lên thì tiếng bass nó sẽ nổi lên của cái giải bass cao các bác nhá. Và giải trung ở 400Hz tức là những cái giải trung thấp. Đấy, các bác và anh em cũng muốn nghe những cái giải trung thấp các bác và anh em chỉ xoáy lên. Đấy thì cái gain trong màn hình nó sẽ nhảy số lên. Và 1kHz từ là những cái giải trung cao. Đấy các bác nhá, là những cái giải trung cao. Và 2.5kHz là những cái giải chép chói các bác nhá, chép chói của đường nhạc. Và 6.3kHz là những cái giải chép sáng các bác nhá. Còn 16k này là những cái giải chép leng keng tí tách. Đấy. Thì khi các bác và em muốn nghe cái tép tơi, cái tép tí tách thì các bác và em chỉ cần tăng cái 16kHz để lên. Đấy thì trong màn hình nó sẽ nhảy gain lên đúng không ạ? Rất đơn giản. Tương tự như vậy, đường mic cũng vậy, đường mic của nó thì nó cũng có 7 cần equalizer, đây là chỉnh mic phía dưới này. Thì 57Hz này là những cái giải bass siêu trầm của tiếng mic đấy.
134Hz là những cái giải bát cao, 400Hz là giải trung thấp và 1K là giải trung cao, và 2.5K là giải chép chói, và 6.3kHz là những cái giải chép sáng các bác nhá. Đấy, và còn 10K là những cái giải chép xịt xì. Thì khi các bác và em muốn cái độ xịt xì của tiếng mic thì chỉ cần tăng thêm cái 10K này lên, hay là cái mic của mình nó tối tiếng quá thì có thể là tăng ở giải 6.3K hay là 2.5K, hay là nó rú rít ở giải 1K hay là 2.5K thì các bác và em cũng chỉ cần hạ bớt nó xuống là ok. Đấy, đấy là về phần chỉnh equalizer cho đường nhạc hay là đường mic. Còn về chỉnh cho echo thì nó cũng đưa ra đường cơ cho bác và anh em. Thì khi các bác và anh em muốn hát thêm tí echo thì tăng volume echo lên, đúng không ạ? Tăng volume echo lên thì echo nó sẽ nhảy thông số trong màn hình. Và echo repeat tức là lặp lại, các bác và anh em muốn lặp lại nhiều hay lặp lại ít thì điều chỉnh ở cái phần repeat này. Còn echo delay tức là các bác và anh em muốn cái tiếng echo mình nó dài nó ngắn thì điều chỉnh ở phần echo delay này các bác nhé. Còn phần dưới này là phần revert, tức là các bác và anh em muốn chỉnh cho revert nhiều hay là revert ít thì tăng giảm ở cái revert volume này. Đấy, và revert time là revert dài hay là revert ngắn. Còn revert delay thì các bác và anh em muốn cái tiếng của revert của mình sau bao nhiêu mili giây thì nó xuất hiện tiếng revert. Cực kỳ đơn giản và dễ chỉnh, đúng không ạ? Đấy thì về phần cơ thì music equalizer cơ 7 cần và mic 7 cần, echo thì chỉnh bằng cơ, revert chỉnh bằng cơ. Đấy, còn phần này thì là các bác và anh em muốn tiếng effect tổng nhiều thì các bác và anh em tăng lên, còn nếu mà muốn ít thì giảm xuống, tương tự như vậy phần mic và phần nhạc cũng vậy. Đấy, thì khi các bác và anh em tăng hay là giảm thì ở trong màn hình nó sẽ nhảy thông số xoay lên thì thông số nó sẽ lên, còn xoay ngược lại thông số nó sẽ đi xuống các bác nhá. Đấy là những cái phần chỉnh cơ. Còn phần bên này thì các bác và anh em muốn sử dụng cổng USB thì các bác và anh em có nick bài và lùi bài của cổng sử dụng cổng USB này. Đấy, và input tức là tín hiệu đầu vào. Các bác và anh em muốn sử dụng AUX1 hay là AUX2 hay là USB hay là cổng quang hay là Bluetooth. Đấy. Thì con này nó sẽ có đầy đủ cổng quang Bluetooth cho bác và anh em rồi. Đấy. Còn cái phần là lim này, lim là các bác và anh em muốn điều chỉnh độ mắc, các bác nhắc khống chế độ mắc thì các bác và anh em muốn nghe nhạc mắc của mình chỉ đạt đến 60% thì các bác và anh em có thể là điều chỉnh mắc của nó xuống 60% thì chỉ đạt đến 60% lên, không được lên 100%. Đấy là em gửi cho bác và em để 100%. Còn chỉnh cho center và sub này, đấy là chỉnh nút C và sub này là tức là chỉnh cho cổng center và sub các bác nhá. Còn FBX thì con này nó sẽ có 3 cấp độ trung hú đây. Đấy, 3 cấp độ trung hú. Và server tức là lưu chương trình. Đấy, còn DFP đây tức là gọi chương trình các bác nhá. Cực kỳ đơn giản. Ngoài ra nó sẽ có thêm một cái điều khiển này nữa. Cái điều khiển này thì các bác và anh em sẽ có 6 mode cài đặt sẵn để gọi ra này các bác này. Đấy, và có gọi chương trình như là Bluetooth này, AUX1, AUX2 này, USB này, đấy cổng quang này, đấy cấp độ trung hú này, nick tiến bài của cổng USB này, tăng giảm âm lượng mic này, tăng giảm âm lượng effect này, tăng giảm âm lượng cho đường nhạc. Ok không ạ? Quá ok luôn. Còn con này nó sẽ có khóa các bác nhé. Khi các bác và anh em muốn sử dụng điều khiển này để khóa con vang này không cho hoạt động thì các bác và em bấm vào nút đỏ này các bác này là nó sẽ khóa. Còn bên này là nút ngắt tiếng qua nhé. Thì con vang này trước khi gửi thì cho bác và anh em đã cài đặt cho bác và anh em là 46 chương trình. Chương trình 1 là chương trình sẽ có cả echo và dì vật cho bác và anh em hát. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, chương trình số 2 sẽ là chương trình echo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, và chương trình 4 là chương trình sẽ thiên về dì vật. 2, 2, 6, 7, 4, 2. Và chương trình số 5, số 4 sẽ là chương trình định tiếng cho bác và anh em. Đấy, chương trình này em cài đặt cho nó sáng tiếng và nó định tiếng các bác nhé. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Đấy, còn chương trình 5 và chương trình 6 là nghe nhạc và chế độ MC nói. Đấy, các bác và anh em muốn làm chế độ MC nói thì chọn chế độ 6 các bác nhé. Chế độ 6. 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6. Đấy thì với giá tiền là 2.800.000 bao ship có cả dây rắc cho bác và em dùng âm ly hay cục đẩy cho một con vang MK5800 này. Em cảm thấy con vang này phải nói là rất tuyệt vời.
Đấy, các bác và anh em mua hàng được nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Ngoài ra các bác và anh em được sử dụng 2 ngày. Nếu các bác và anh em cảm thấy không hài lòng, không đúng như quảng cáo, các bác và anh em có thể là hoàn lại tiền, hoàn lại hàng cho em sẽ gửi lại tiền cho bác và anh em, không thiếu 1.000 các bác nhé. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu gì về con vang MK5800 hãy liên hệ với Hương Sang Audio theo số điện thoại là 0979987696. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và em nha.